Rồi, thì Tuấn, hello, xin chào cả nhà. Mới đi ăn sáng uống cà phê về ạ. Tuấn mới đọc được một tin comment trên mạng là nhiều anh em bảo hư hoặc đứt dây cái van kiểm soát khí bay hơi là bình xăng xe gây ra hiện tượng khó nổ. Thì anh em cứ góp ý, Tuấn sẽ chia sẻ và comment bên dưới luôn. Đặc biệt những cái dòng xe Honda có nhiều xe có và nhiều xe không. Xe đời cũ đặc biệt không có và có, và xe đời mới cũng vậy, có dòng có và dòng không. Đây. Như A Black vậy, có loại có và loại không. Đây. Anh em lưu ý nhá, tí ở nhà thiết kế người ta lắp đặt có thể một con xe này, ví dụ nói nôm na là con này ví dụ chi phí cao quá thì bỏ cái bộ này cho đỡ lòng thông, hay là cái gì gì đấy, đúng không ạ? Có rất nhiều anh em nói bảo cái van này đứt xe gây hiện tượng khó nổ. Sáng nay lại có một người gọi cho Đình Tuấn bảo anh ơi cái van này đứt em đề hoài không nổ. Thì hôm nay mình sẽ đi uống cà phê về nhà chia sẻ với các bạn luôn. Mình thì mình không hiểu sâu về cái van này bởi vì mình không có làm ra nó nhá, nhưng mình biết nó hoạt động thôi. Và nhiều bạn bảo hư cái này thì gây ra hao xăng hao xăng hoặc là đứt dây hoặc là rút cái rắc cắm này ra như thế này thì bảo hao xăng. Xin chào cả nhà. Em còn lại em tay thắng rồi luôn. Tao lấy thứ 8 mà em. Làm cho nó đúng luật chứ, ngồi đâu mà lười thế. Rồi, xin phép được anh em được cứ comment bên dưới ạ. Cái này hư có khó nổ hay là dễ nổ ạ? Và Đình Tuấn đã bảo rồi, chúng ta học và chúng ta lắng nghe, chúng ta làm sao phải kết thúc được cái van bận. Còn chúng ta không quan tâm cái van đấy ở trong người ta nghiên cứu làm bao nhiêu nguyên liệu mới đúc ra được cái van đấy thì chúng ta không quan tâm. Chúng ta chỉ biết quan tâm rằng nó hư hay là nó không hư. Khi nó hư thì nó có bị gì không, và không hư có hiện tượng gì không nhá. Ok, vô xem nhiều nhá, không sao hết, đúng rồi. Và anh em cứ comment thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cách nhỏ nhỏ cho anh em. Có rất nhiều các bạn cứ đăng bài lên trên mạng xã hội và có nhiều anh em cứ phải hoang mang. Lỡ may không biết thử cái van này như thế nào, cứ nghĩ rằng nó hư thì lại xe hiện tượng khó nổ vào buổi sáng hoặc hiện tượng hao xăng. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ luôn cho những anh em nào chưa biết, cho các bạn khỏi phải hoang mang về cái van mà người ta hay viết tắt là gọi từ là kiểm soát khí bay hơi bình xăng rồi tiết kiệm nhiên liệu gì đấy nhá. Ok. Dạ, mình là buổi tối học dạy phải đến 10 rưỡi ạ. Nói chuyện xong tắm rửa ăn cơm xong phải 12 giờ. Mấy bữa nay toàn là 12 rưỡi mới được ngủ không ạ? Nên sáng dậy hơi bị muộn. Đấy. Ok ạ. Anh em cứ vào hết đi ạ. Cho nhà nhỏ lại chút được rồi, được rồi. Nên Đình Tuấn tội và thương cho những anh em nào chưa có tay nghề mà nhiều lúc lâu lâu sệt lên cái mạng mà cái trang nhóm xã hội gì đấy, các bạn cứ nghĩ rằng anh em lại đăng bài lên bảo cái van ơi ngay ở cái bình xăng lớn có cái ống cao su to to đấy, đây, có hai cái rắc gì đấy, rồi nhiều các bạn lại comment bảo ồ cái van này là van kiểm soát khí bay hơi EPAP đứt cái van này khó nổ gây ra hao xăng đề dai đề cái gì. Thì tất cả anh em, đặc biệt những anh em chưa có tay nghề thì các bạn có thể xem thì Tuấn review đoạn này luôn và xem tình trạng có bị gì không và có hao xăng không nhá. Rồi đây mình đã lấy cái này ra, có cái này đường đi nước bước là từ bình xăng lớn thông hơi, những xe kia nó có thể thông ra ngoài, cái này nó thông hơi nha, thông nó sẽ chạy một đường ống qua đây và tiếp tục nó sẽ đi vào
cái bộ lọc. Chúng ta cứ nói là cái bộ lọc đi, nôm na như vậy. Và đây, và tiếp tục nó sẽ đi ra cầu lớn, nó đi tới cái van. Và cái van anh em hay gọi là FFP, kiểm soát khí bay hơi. Ok ạ. À. Rồi, tiếp tục từ cái van này, khi cái van này nó bực mở ra, nó mới đưa một cái lượng khí, đúng không ạ? Nó sẽ vòng, nó chạy qua cái ống nhỏ. Đây. Đấy. Và nó lên vào cái họng ga nhá. Vào cái họng ga thôi. Rồi. Thì cái lượng xăng ấy nó bay hơi, nó bốc lên, nó tích tụ như kiểu dạng phun sương gì đấy, thì cái này đặc biệt sẽ không có. Và cái này dám thử luôn, các bạn rút cái này ra, các bạn bỏ vô miệng hay là bỏ vô đâu, các bạn cũng chẳng thấy là cái mùi gì là đáng là bao nhiêu. Nên anh em cứ nghĩ rằng nó sẽ bay hơi thì đương nhiên nó sẽ tích tụ trên không. Ví dụ như vậy, nó như đơn giản như bình hơi này, chúng ta nổ đương nhiên nó sẽ có hơi nước. Khi nào anh em học sâu thì anh em sẽ hiểu và tích tụ và sẽ hồi thăng hoa cái gì đấy. Đấy, nó sẽ nằm ở trong cái bầu này và một cái lượng khí giữ cái hơi, ví dụ nôm na như vậy. Tuấn không phải là làm kỹ sư à, nên Tuấn chỉ hiểu sơ sơ thôi. Và tích tụ tới đây, và khi vào đây, ở đây thì đương nhiên sẽ có hai sợi dây điện, một sợi sau khóa nhất định 12V, dây còn lại là từ tín hiệu từ C. Khi các bạn nhịp ga thì đương nhiên cái van này nó mở, nó sẽ đưa một cái lượng khí qua đây, đi qua ống nhỏ lên cổ hút. Nhưng cái này chẳng liên quan gì hết theo tôi, và tôi đã mở ra rồi, kích hoạt cho anh em nổ luôn. Có thể sau này tôi lượng quạng, tôi thấy cái dây này nó vướng quá, tôi bỏ luôn cũng được. Đúng không? Tôi không giỏi, tôi dám bỏ nó luôn. Tôi sẽ kích hoạt để nổ này. Thì bây giờ chỉ có một mình tôi live stream nên tôi phải cột chắc cái tháng sau lại, tôi sẽ kích hoạt để nổ. Đúng không ạ? Thế thôi. Và tôi tắt khóa điện đi ạ. Tôi bật một cái, tôi khỏi cần lên ga luôn. Bởi vì hệ thống FI thì không cần phải lên ga. Khi các bạn làm chuẩn hệ thống FI, tôi chỉ cần nhấn vào nút đề, nó phải nổ. Đúng ạ. Tôi tắt khóa, tôi làm lại một lần thứ ba. Đấy. Bởi vì sao? Nhiều lúc anh em không có tay nghề, yếu tay nghề, nên anh em cứ phải lên cái mạng xã hội, anh em nhìn thấy những anh em chém gió, người ta 8 đời 5 thở 10 thì mới đụng vô xe ga. Thấy cái van này là cái van kiểm soát khí bay hơi, nhưng hồi giờ đã được giờ và làm và cảm nhận được nó chưa? Nên nhiều lúc anh em bình luận, nhiều lúc anh em kia lại không hiểu nên lại phải sợ. Đấy. Nên cái vấn đề khó nổ hay hụp ga hay hao xăng nó chẳng liên quan gì tới cái van kiểm soát khí bay hơi này cả. Đúng không ạ? Anh em chờ tôi trong giây lát, tôi sẽ giảng thêm một chút xíu nữa. Em nghe ạ? Alo. À đúng rồi ạ. Rồi, anh tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ, anh nhớ mình điện anh gọi em nhá, rồi em ra em đón rồi anh em vô ở khách sạn. Rồi. Chút xíu em lưu lại, có gì em sẽ chăm sóc, em gọi anh sau. Anh em đang dần dần di chuyển tới Bình Định để chúng ta tham gia khóa học trực tiếp ạ. Đấy, chúng ta có thể ngủ khách sạn ngay đây thôi ạ, giá rẻ. Nên Điền Tuấn muốn hướng dẫn đặc biệt cho những anh em nào chưa tay nghề. Các bạn không cần phải hoang mang về cái van này nhá. Không liên quan gì khó nổ, không liên quan gì cái hao xăng hết. Đây là chỉ là một cái hơi nó tích tụ thôi, chẳng đáng là bao nhiêu luôn. Không tin anh em nào có ấy, anh em mở cái này ra, anh em ngậm vô miệng luôn, sẽ có cảm giác chẳng có thấy mùi xăng, mùi yếc là bao. Đúng không ạ? Không có. Nhưng tại sao những dòng xe kia không có, tại sao những dòng xe này có? Vậy chẳng lẽ là IC à? À, với tôi thì không quan trọng điều đấy. Tôi rút ra, tôi muốn kiểm tra A trên F căng đét. Anh em tin không ạ? Tôi sẽ mang máy, tôi review cho anh em đây luôn ạ. Tôi sẽ kích nổ lên và tôi xem tỷ số A trên F. Được chưa ạ? Lấy cái to đóng một cái cho nó xong.
Chắc là rớt cái búa là để cái đồng hồ rồi. Tôi sẽ dùng máy review cho anh em luôn, cho anh em xem coi có đạt hay không ạ. Và tôi sẽ giả lập cái van này cực kỳ dễ, nếu mà cái van này nó hư, trừ khi nó bị chập trong IC nhá, thì tôi không xử lý được thôi. Đặc biệt hai sợi dây điện này chạm nhau thì đương nhiên sẽ chết luôn cái mặt trong IC này nhá, lưu ý đừng để nó chập nhau, nó chết luôn IC. Và cái van này đơn giản, tôi chỉ cần thử bằng cái bóng đèn LED đơn sơ của tôi thôi, tôi biết nó hoạt động hay không, IC còn sống không. Nếu cái van, cái đèn LED này nó sáng thì chứng tỏ cái mặt IC nó dập tín hiệu mát cho nó với người ok. Còn tôi thử bóng đèn LED này cảm thấy nó không còn sáng nữa thì nó bị hư chức năng trong này nhá. Đấy, còn hư cái mặt trong này thì anh em nào cứ liên hệ với những anh em nào biết sửa IC turbo gì, các bạn có thể liên hệ để cho những anh em sửa lại cái mặt trong này. Còn tôi thì không dám ạ. À. Đấy, cái này khó sửa lắm nha. Tôi sẽ lên ga, nhịp lên bóng đèn cho anh em xem. Đấy, vậy chứng tỏ tôi kết luận rằng cái mặt IC trong này nó hoạt động còn rất tốt. Tiến hành tôi kiểm tra thông số và hệ tỷ lệ hòa khí A trên F. Lít 125. Dữ liệu động cơ. Tôi cho nhiệt độ trên 60 độ C, tôi sẽ kiểm tra A trên F cho các bạn. Đúng không ạ? Nên anh em đến với tôi, anh em học thì cảm giác nó cực dễ thôi, không có cái gì mà nó khó hết trên con xe này. Khi anh em học xong, tôi sẽ loại trừ và anh em ghi vào sổ sách cái nào cần quan tâm trên một con xe lít. Đúng không ạ? Và cái nào không quan tâm trên con xe lít. Chứ không phải là trên một con xe này bị hộp ga các bạn cứ cắm đầu vào, các bạn mổ, các bạn xẻ tất cả con xe, nó hư hết và nó không ra bật nhá. Rồi, nhiệt độ 54 độ C. Cho 60 đi ạ. Làm gì vậy? Kéo đụng lên chống cái đổ mẹ qua cái ba lại đền vỡ mồm bây giờ ấy. Nó nghiêng quá mà. Chia sẻ, mỗi người chia sẻ một comment, mình sẽ cho anh em coi tỷ lệ hòa khí A trên F nhạt hay là đậm. Ê Thiện, thắp nhang cho em. Dũng, rửa rửa tay thắp nhang cho em. Góc chia sẻ nho nhỏ thôi, Phạm Tiến không có gì hết, anh yêu. Chia sẻ những cái mà anh em nào chưa biết, những cái mẹo nhỏ thì mình sẽ chia sẻ cho anh em thôi ạ. Rồi, xin chào cả nhà. Ok, đúng rồi, mọi người, anh em đang đi container tới. Vậy mà tay ga Xuân Dần không đi vào luôn ạ. Xin chào tất cả anh em. Thì anh em cứ vào tới Bình Định, Tuấn sẽ
đón tiếp tất cả anh em play ok, và chúng ta sẽ ở khách sạn và chúng ta sẽ tiến hành học. Bởi vì nhiều anh em có muốn cảm giác phê thì anh em cứ liên hệ với Đình Tuấn tại đây. Chúng ta cần gì phải hiểu sâu về nó, học về có phải làm kỹ sư đâu, học về để làm chinh phục tất cả những dòng xe phụ xe người tử là được rồi, đúng không? Đây mát ten, mát thối, mát ten kệ nó, nó có bằng một cái lớp rất tốt nha. Nhiệt độ 62 độ C. Tuấn muốn vứt bỏ cái van này ra ngoài luôn. Đây. Còn nó có hao xăng không nhá. Anh mang đây mà. Hả? À, mới mang đây xuống đây mấy bộ mà. Kiếm còn lại cho nó. Hôm qua mới mang 3-4 bộ mà. Thằng này bữa là đã làm gì đâu. Bữa qua thay chén nào không? Hả? Thay chén gì? Nên tất cả mình chỉ muốn rằng, mong rằng cho tất cả anh em mọi miền Tổ quốc, mình không dám nói tài, nói giỏi gì, nhưng mình đảm bảo sẽ hướng dẫn cho anh em cách xử lý trên tất cả những dòng xe phu xăng điện tử này cực kỳ dễ nhá. Nó dễ lắm. Hộp ga có bao nhiêu nguyên nhân để chúng ta phải khoanh tròn ở cái vị trí đấy chúng ta bắt bận, chứ không phải chúng ta lên mạng để chúng ta nghe những cái điều chém gió. Cái này bị hụt ga, cái này khó nổ, cái này hao xăng hay là cái thứ gì đấy. Các bạn phải biết cái nào đúng, cái nào sai để chúng ta học thì chúng ta mới thành công. Chứ bây giờ cứ lên một cái nhóm có 100 người comment khác nhau, học luôn cả 100 comment đấy thì đương nhiên bộ não sẽ loạn. Khi bộ não đã bị loạn thì đương nhiên chúng ta làm có con xe nó sẽ nát bấy hết. Ở vấn đề là mình muốn chia sẻ là như vậy. Nhiệt độ đang là 67 độ C. Chúng ta vô kiểm tra A trên F. Có hao xăng không ạ? Ồ. Còn tất cả trong khóa học online trực tuyến của Đình Tuấn qua 2 đêm qua thì thời gian học chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thôi. Tuấn sẽ làm hết khả năng những gì mình đang có cho anh em. Và khi anh em học xong, anh em có cần nhu cầu mua máy móc thì các bạn cứ liên hệ với Đình Tuấn, sẽ tư vấn nhiệt tình để anh em phải dùng thiết bị máy móc nào khi ở trong cuộc sống và tài chính có bao nhiêu ở trong ngân hàng. Chúng ta phải đầu tư như thế nào, chứ không để phung phí quá trên một cái dòng xe phun xăng điện tử. Khi chúng ta đã có lợi nhuận, đã có điều kiện thì chúng ta mua cái gì cũng được. Như Đình Tuấn ở đây không dám nói giàu, nhưng cái máy cảm thấy nó thích ở trong tầm ngắm là mình mua ngay, kể cả con xe khi anh em đã thành công. Còn vấn đề anh em được học của mình ở đây là chúng ta sẽ biết ở trên một con xe lít này hao xăng, hộp ga lụp bụp chúng ta bắt nguồn từ đâu để kiểm tra và kết thúc nó. Không bao giờ phải hoang mang. Đúng không ạ? Đấy. Có thể bây giờ tôi bỏ luôn cái van này cũng chẳng sao.
Bởi vì xe đời cũ nó sẽ không bao giờ có cái mã lỗi là 88 thay vì cái đèn vi sáng. Chỉ có xe đời mới bây giờ cái van kiểm soát khí bay hơi nếu có thì đương nhiên nó sẽ báo sáng trên đồng hồ FI. Khi cái van hư chúng ta cũng có thể giả lập nó luôn để cho đèn FI tắt, nhưng không liên quan gì tới hệ thống xe cả. Với tôi là như vậy. Còn xe đời cũ này thì sẽ không bao giờ có cái lỗi van kiểm soát khí bay hơi E và B nhé cả nhà. Đấy. Xe đời mới nó mới có. Xe đời mới bây giờ rút ra đèn FI sẽ sáng luôn. Và thay vì hai sợi dây này chập nhau, nó sẽ bị chết mặt trong cái xe luôn. Bởi vì anh em phải hiểu rằng này, cứ nghĩ rằng ấy nó tích tụ, nó bay hơi, nó đưa vào cổ hút, đó là một cái hơi nho nhỏ thôi, không có luôn đấy. À, nếu mà xăng vào nhiều thì đương nhiên sẽ bị hụt, à, dư xăng. Đấy. Đây thì là một cái khí nó tích tụ, nó nằm ở trong cái bầu này, chẳng đáng là bao nhiêu. Nó khác mấy bình nước, bình bơm. Bình bơm nước thì đương nhiên nó sẽ bị tích tụ, sẽ có nước nó đọng ở dưới hơi. Còn cái này thì làm gì có, nếu mà nó tích tụ như vậy thì xăng nó ọc vào kia thì làm sao mà nó nổ được không ạ? Nó chỉ là một cái lượng khí thôi. Đấy. Cái không khí như chúng ta đang ở ngoài đây có một cái không khí nhưng chúng ta không cảm nhận được. Đấy. Như vậy, nôm na cứ hiểu như vậy. Còn cái này chuyên sâu phải hỏi những kỹ sư thiết kế là cái van này. Rồi. Đấy là tất cả thắc mắc tôi muốn chia sẻ cho tất cả anh em nào chưa va chạm về những dòng xe FI nhiều. Các bạn đừng hoang mang về kiểm soát khí bay hơi bình xăng. Các bạn cảm thấy ok chia sẻ mỗi người một like trên cái nhãn, trên cái nhóm ạ. Chia sẻ giùm tôi mỗi người một like để cho tất cả trong cái nhóm, trong cái hội, đặc biệt những anh em nào tay nghề còn thiếu, lỡ may nhìn thấy clip tôi chia sẻ live stream thì các bạn loại trừ cho tôi cái van này. Các bạn đừng đâm đầu phải đi mua, hoặc là nhiều lúc các bạn phải đi thay luôn cả cái bộ bầu này, đôi khi các bạn thấy chuột nó cắn. À, các bạn phải lên nhao nháo lên trên mạng, các bạn đặt cái bộ van này để các bạn thay cho khách hàng, nhưng khách hàng lại không có nhu cầu. Nó chỉ về vấn đề khó nổ hay là hao xăng, nên các bạn cứ nghĩ rằng nó hư, các bạn phải đi mua và thay thế chúng. Mỗi người chia sẻ lên một nhóm, thế thôi. Chia sẻ vào, chúng ta mở cái lòng từ bi ra chia sẻ, để lỡ may những anh em nào hồi giờ chưa gặp, nhìn thấy Tuấn chia sẻ live stream về cái van kiểm soát khí bay hơi bình xăng, anh em biết thì anh em lại trừ ra nhá. Tất cả nhóm trên mạng Facebook xã hội, chỉ cần anh em nhấn vào cái nút chia sẻ một cái là đương nhiên sẽ bấm lên tất cả hội. Mỗi người chia sẻ một cái, đúng không ạ? Tuấn chia sẻ thì anh em xem, Tuấn cảm ơn. Nhưng khi xem, chúng ta mở rộng tấm lòng ra, chia sẻ mạnh lên. Còn rất nhiều anh em nhỏ hoặc là những người chú, người bác tay nghề có khoảng 20-30 năm, nhưng hồi giờ ít va chạm với dòng xe phun xăng điện tử, nên gặp những cái van này cứ bị cuống lên. Nên anh em chia sẻ dùm mình Tuấn, cảm ơn nhá. Tuấn dạy cái này đâu lấy tiền đâu, chia sẻ miễn phí cho tất cả anh em nào không biết. Mỗi người nhấn vào nút chia sẻ, à, chia sẻ lên. Nhưng chúng ta chỉ biết xem không mà chúng ta không biết chia sẻ, à, cứ chia sẻ đi, à, để cho anh em nó cùng biết, cùng học, để sau này gặp cái này các bạn không phải lăn tăn và suy nghĩ, đúng không ạ? Đấy, vấn đề là như vậy. Còn đêm nay tất cả anh em trong nhóm học trực tuyến, chúng ta sẽ phải làm sao giải quyết hết tất cả cái mô hình này gọn gàng trên cái mô hình này, và tương tác 15 công tắc mà tôi đã tạo ra trên một chiếc xe khách hàng dắt bộ vào hoặc con xe bị báo lỗi. Nhiệm vụ tối nay học không xong thì có thể ngày mai chúng ta sẽ học rất chậm tỉ mỉ trên một cái mô hình này. Giải quyết cho tôi 15 cái ban bận tôi đã hướng dẫn để tất cả những cách đo kiểm, từ những con xe đề cặt cặt
nhưng Bu Lăng lại không quay, đồng thời đèn y không báo lỗi, tất cả đều hoạt động bình thường bơm xăng. Nhưng nhấn nút đề, rờ le đề và sạc lại cứ nhảy cặt cặt, thì chúng ta phải đi kiểm tra vào đêm nay và cho ngày mai. Cứ hiểu một con xe phun xăng điện tử chúng ta giải quyết được hết thì tất cả những con xe còn lại nó giống như nhau, chứ không phải là xe này là xe của Avalax 2016, nó khác với xe Leaf. Tất cả nó đều hoạt động như nhau, chẳng qua chân đi xe khác thì chúng ta xem tài liệu, bởi vì nó chưa phải là hệ thống khóa thông minh Smart Key. Và đặc biệt nữa, ổ khóa thông minh Smart Key nó chẳng có khác cái gì nhiều là bao nhiêu, nó chỉ có một dây tín hiệu từ SCU gửi đường truyền tới ECM là IC là nổ phịch, thế thôi. Nên anh em học của tôi không cần phải hoang mang. Chúng ta thành công một con xe thì chúng ta có thể nắn hết tất cả xe, bởi vì chúng ta đã nắm bắt kiến thức tất cả màu dây, cảm biến, hoạt động như thế nào. Đấy, nguồn bao nhiêu vôn, tín hiệu đi và tín hiệu về cho khối điều khiển trung tâm ECM tính toán đi ra và đi vô. Chúng ta gửi đi thì chúng ta sẽ nhận lại, đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta chỉ biết nhận mà không biết gửi đi thì con này đang có vấn đề. Nó phải song toàn nhịp nhàng, ra đưa ra là phải đưa vô. Đấy, ăn thì phải nhả, chứ đừng có nghĩ rằng chỉ biết ăn không thôi mà không biết nhả. Sống như vậy là không tốt, chúng ta cần phải thay thế và loại trừ nó ngay, bởi vì thằng này nó chỉ biết ăn mà nó không biết nhả ra, đúng không ạ? Đấy, với tôi là như vậy. Cái gì nó phải có qua có lại mới toại lòng nhau. Kể cả muốn tôi dạy kiến thức cho tất cả anh em nhưng không muốn đóng tiền học phí thì tôi xin phép sẽ không bao giờ dạy được sâu được xa. Còn như cái những cái vấn đề nhỏ nhoi này tôi live stream, đó là tấm lòng của tôi. Tôi muốn mang lại cho tất cả anh em cộng đồng mạng Facebook nghề sửa xe chưa tay nghề thì hãy loại trừ tôi cái van này. Nó chẳng liên quan gì tới khó nổ hay hao xăng hay hộp ga, để các bạn biết về các van kiểm soát khí bay hơi. Còn với tôi sẽ hướng dẫn anh em trong khóa học trực tuyến cách giả lập cái van này một cách cực kỳ đơn giản và kiểm tra nó trong vòng tích tắc khoảng 30 giây chưa tới, biết nó hư hay là nó xấu. Thế thôi ạ. Alo. Đúng rồi, em dạy mới anh em là hiểu hết, làm hết ở trong một cái nhóm. Đấy, anh hiểu không? Hôm nay anh xem cái clip của em giảng, anh không hiểu, hôm sau anh ra em xem, anh xem lại tiếp. Em hướng dẫn lại luôn. Cái nhóm học online bây giờ nó như két sắt trong tủ tiền nhà anh vậy. Anh thích là anh mở, anh vô anh bấm cái mật mã là anh mở két sắt anh lấy tiền ra. Cứ như vậy anh. Đúng rồi, bất cứ lúc nào anh muốn lấy tiền ra anh dùng thì anh chỉ cần anh bấm cái mật mã đấy vào là anh vào anh lấy tiền, đúng không? Anh đi chơi. Đúng rồi. Số tài khoản hả? Ok, anh vào Zalo em gửi số tài khoản, số Zalo số kia nhá. 0909755993 nhá. Rồi, anh vào 0909755993 cho em Zalo ấy. Nhớ số đấy không? Rồi, em sẽ cung cấp máy đọc lỗi cho anh, tiền có mấy triệu thôi, không cần phải đầu tư vài chục triệu đâu nhá, cần. Ok. Rồi, từ từ, không cần phải đi mua con ô tô xịn lắm, mua ô tô đi bình thường cái đã, rồi sau này chúng ta đổi đời, vẫn chưa muộn đâu. Dạ. Vô Zalo cho em nhá.
Rồi. Nên đôi khi phải giải thích cho nó dễ đấy, online là như vậy. Chúng ta thích là chúng ta cứ vào, thời gian không bắt buộc. Đấy, đúng không ạ? Tiền trong két sắt chúng ta đâu cần phải bắt buộc tới giờ chúng ta mới mở được két đâu. Chứ cứ thiếu tiền tiêu, chúng ta vào bật két. Là anh em dễ hiểu lắm, cứ nói với tới tiền là dễ hiểu lắm, đúng không ạ? Chứ nhiều lúc anh em học online mà cái khóa học chậm chậm đấy, anh em cứ nghĩ bảo phải giờ nào học à, để anh xếp sắp thời gian. Không cần, chỉ có trực tuyến, chúng ta muốn nghe luôn trực tiếp thì chúng ta phải cần giờ là 19:30 phút, kết thúc sau 22 giờ đêm hàng tối, đúng không ạ? Đấy, vấn đề như vậy nhá. Chào cả nhà. Sau cái mùa dịch này thông thủy ấy, xe cộ lưu thông hết dịch cúm Covid, tất cả anh em mọi miền tổ quốc có nhu cầu thật sự muốn trình toán giảng dễ hiểu trực tiếp tới đây để đụng vào tất cả những con xe ở cửa hàng điện toán, thì anh em hãy cố gắng di chuyển tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục. Chỉ cần anh em đến thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái thứ mà để chúng ta cùng chơi đấy. Thế thôi. Đúng ạ, kết thúc. Thật sự rút cái van này ra ngửi gần cái lỗ mũi cũng chẳng ảnh hưởng gì luôn. Đấy, còn anh em nào cần sản phẩm motosiken thì các bạn cứ inbox cho tôi sẽ cung cấp tất cả thiết bị máy chuẩn đoán, tư vấn đọc anh em thông số rất play. Khi nào những anh em nào mua máy của tôi nếu không phải là học viên thì tôi sẽ chính thức làm một clip hai dòng xe, một dòng xe được tương tác bộ ba cảm biến và một loại xe không bộ ba cảm biến. Tôi sẽ review từ khúc đầu cho tới khúc cuối để anh em biết thông số nào là chuẩn, cái nào là sai. Để anh em về nhà cứ vậy bấm và dần dần chúng ta học thì chúng ta sẽ nhớ khi sử dụng một thiết bị. Chỉ cần anh em nào mua máy không hiểu, anh em chỉ cần quay tôi video qua Facebook hoặc Zalo, đặc biệt bằng hình ảnh rõ nét, vừa đọc thông số tôi vừa hướng dẫn anh em sử dụng máy luôn. Tôi dám hứa thời gian tôi bỏ ra khoảng 15 tới 30 phút. Nếu anh em nào mua thiết bị máy móc của tôi nhiệt tình tới mức độ đấy. Nếu anh em nào chưa hiểu, anh em chỉ cần kết nối với một chiếc xe và mở Facebook qua video, tôi sẽ hướng dẫn anh em đọc từng chi tiết, đúng không? Từng chức năng làm việc chậm nhất có thể. Và anh em chịu khó đầu tư tôi một cái cây định vị để điện thoại không bị rung. Cây có 100k thôi, trên mạng bán rất nhiều. Tuấn Hoàng, anh Tuấn, thank you anh em nhá. Đấy, tôi sẽ hướng dẫn. Còn bây giờ nhiều lúc mua đại trà trên mạng rồi chỉ biết mua máy bán máy, về mới anh em mò còn sái hóm, đúng không ạ? Đấy, đôi khi mua về thôi chứ có người hướng dẫn đâu. Nên nếu anh em nào tin tưởng mua thiết bị máy móc, cứ inbox của tôi, tất tật cái thứ gì cũng có. Nói chung là cái thứ gì cũng có nếu anh em có nhu cầu với máy móc xe cộ, khóa sờ mất cây thì Đình Tuấn sẽ không bao giờ gọi là thiếu tiền thôi.
chứ xe và công nghệ và tất cả linh kiện điện tử thì mình sẽ không bao giờ thiếu. Bà Thơi lên đi, bà Thơi bắn cái lốp sau đi. Tí xả nước này đi. Không anh em nào làm hết à? Ngày nay chắc là đủ tiền tiền mặt bằng với tiền lính ăn uống. Ngày chi phí nhiều lắm. Lật phật là chỉ có đủ tiền thợ lính ăn uống. Có nhiều anh em học trực tuyến đang xem ở đây, chắc nhiều bài này hay nhá, lưu luôn. Mai mốt thì Tuấn sẽ giảng tiếp cái bài này nữa sâu hơn, để anh em lúc nãy đã có kiến thức bây giờ rồi. Nổi nhiều hết. Hết pin rồi, 2% pin. Né mà anh lấy cục sạc cái mỏng. Xong cái này Tuấn lại tiếp tục làm đồ ship cho anh em đây. Cứ nghỉ giải lao một chút xíu live stream là lại đâm đầu vào ba cái điện tử. Hàn đủ các kiểu. Mệt lắm. Một cái một là ăn ngay. Đơn giản thôi. Đây mấy cái này làm tặng anh em hết đây này, mệt lắm anh em ạ. À, cái công sức bỏ ra hàn đấy. Đấy quạt này. Nó thổi đỡ hàn chì vào đấy. Đây này. Bỏ ra công này, hàn cái này này cũng mất lắm này, tặng anh em này, thấy không? Dây điện này, led này. Về chúng ta việc xài thôi. Đấy, Tuấn làm hết khả năng cho tất cả anh em. Cứ mỗi người trên tay một cái, có nhiều người xin cả hai cái. Bảo cho ăn cái, thằng đệ cái, mới thầy trò một cái. Đơn giản như vậy mà lại xử lý quá hiệu quả trên con xe phun xăng điện tử. Vậy mà các bạn lại không đăng ký học ngay thì quá phí. Đúng không ạ? Nói chung là FI là phải biết cách để diễn nó thì nó mới ok được. Đúng không ạ? Và chút xíu phải hàn mấy cái mặt sờ tay để khách hàng mang vào. Còn có cái mà bắt hết rồi.
gắng vào. Ở trong này có mấy người anh em đang xem của Đình Tuấn, học cố gắng nào học cho giỏi, bởi vì chúng ta tất cả nhiều anh em còn trẻ tuổi, sẽ một lúc chúng ta sẽ được đền đáp xứng đáng thôi. Cố gắng thôi anh em, làm đi, Tuấn xin phép được ngừng live stream. Chúc anh em thứ bảy cuối tuần vui vẻ. Chào.